Mỹ chấp thuận bán 1,15 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Saudi Arabia. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán cho Saudi Arabia hơn 130 xe tăng Abrams, 20 xe bọc thép và các khí tài quân sự khác với tổng trị giá khoảng 1,15 tỷ đô la Mỹ. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Washington, Lầu Năm Cốc ngày 9 tháng 8 cho biết thông tin trên, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm giám sát các thương vụ mua bán vũ khí với nước ngoài cho biết, General Dynamics sẽ là nhà thầu chính của thương vụ này, đồng thời nhấn mạnh động thái trên sẽ góp phần củng cố an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc cải thiện an ninh của một đối tác trong khu vực. Trong thông báo gửi cho các nghị sĩ Mỹ, DSCR nêu rõ, thương vụ này sẽ tăng cường khả năng tác chiến phối hợp của lục quân hoàng gia Saudi Arabia RSLF với các lực lượng của Mỹ và cho thấy cam kết của Mỹ đối với việc đảm bảo an ninh và hiện đại hóa lực lượng vũ trang của quốc gia Hồi giáo trên. Quốc hội Mỹ hiện có 30 ngày để ngăn cản thương vụ nói trên, nhưng khả năng này rất khó xảy ra. Các bạn vừa theo dõi video Mỹ chấp thuận bán 1,15 tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Saudi Arabia. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!